Các cơ quan an ninh Nga hôm 23 tháng 3 đã bắt giữ 4 nghi phạm gần biên giới Ukraine, chưa đầy một ngày sau khi những kẻ khủng bố xả súng vào đám đông tại trung tâm hòa nhạc Krokos City Hall ở ngoại ô Moscow tối ngày 22 tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại, 144 nạn nhân đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong sự cố. Đài RT dẫn tuyên bố ngày 29 tháng 3 của Ủy ban điều tra Nga cho hay, trong lời khai ban đầu và trong những cuộc thẩm vấn sau đó, các nghi phạm khai đã chuẩn bị tấn công với sự phối hợp và chỉ đạo của một người đàn ông tự giới thiệu mình bằng mật danh. Kẻ này đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại được gửi qua kênh Telegram. Trích thông cáo của Ủy ban điều tra Nga, theo chỉ đạo của kẻ điều phối, sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lái xe hơi về phía biên giới Nga-Ukraine nhằm vượt biên và đến Kiev để nhận phần thưởng đã hứa. Cơ quan này tiết lộ đang tiếp tục xác minh sự liên quan của đại diện các cơ quan đặc nhiệm Ukraine trong việc tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố. Moscow nhận diện các nghi phạm trực tiếp gây thảm sát là công dân Pakistan. Các quan chức Nga ban đầu mô tả chúng là những phân tử Hồi giáo cực đoan nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan isis một chi nhánh tại Afghanistan của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow. Mỹ và Liên minh châu Âu-EU đều khẳng định có thông tin tình báo xác nhận isis đứng sau sự vụ và Ukraine vô can. Kiev cũng quả quyết không dính líu đến những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Moscow vẫn hoài nghi Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang FSB và Ủy ban điều tra của Nga đều tuyên bố có nhiều manh mối chỉ ra sự liên quan đến Kiev. Ông Lavrov mô tả việc phương Tây khẳng định Ukraine vô can là đáng ngờ. Hôm 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho hay bốn nghi phạm đã nhận được một khoản tiền đáng kể từ Ukraine dưới dạng tiền điện tử Cơ quan này lưu ý số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Krokos City Hall. Vụ các tay súng tấn công khủng bố ở nhà hát Krokos City Hall, thị trấn Krasnogor, nằm ở ngoại ô Moscow và Nga hôm ngày 22 tháng 3, tiếp tục có thêm nhiều diễn biến mới quan trọng. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga, FFB, dẫn phát hiện sơ bộ rằng các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow có liên quan những nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine fsb cho biết các tay súng đã nhận được một khoản tiền đáng kể từ ukraine đại đưa tin theo fsb các nhà điều tra đã thu được bằng chứng xác thực rằng những nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở moscow đã nhận được tài trợ từ ukraine dưới dạng tiền mặt và cả tiền ảo số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố các quan chức fsb cũng đã xác định và bắt một nghi phạm khác được cho là có liên quan việc tài trợ cho vụ tấn công song không công bố danh tính người này Ngày 28 tháng 3, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mô tả các cáo buộc của Nga nói trên là vô nghĩa và mang yếu tố tuyên truyền, đồng thời nói rằng tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tấn công, hãng tin cho tôi đưa tin. Ông Kirby nói, trên thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố này, và Điện Kremlin biết điều này. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình. Chúng tôi không bao giờ muốn thấy những sinh mạng vô tội bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Ông cũng cho biết thêm rằng Washington đã chuyển nhiều cảnh báo tới Moscow về nhiều mối đe dọa khác nhau kể từ tháng 9 năm ngoái. Liên quan trao đổi tình báo Mỹ Nga, tờ The New York Times có đăng tải một bài báo trích dẫn nguồn tin ẩn danh rằng mối quan hệ đối địch giữa Washington và Moscow đã ngăn cản các quan chức Mỹ chia sẻ thông tin tình báo đầy đủ về âm mưu khủng bố. Khi được hỏi liệu chính quyền Nga có biết rằng Mỹ không tiết lộ thông tin đầy đủ về vụ việc hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói không biết về điều đó. Ông Peskov đề nghị rằng các báo cáo trích dẫn các nguồn chưa được xác nhận như trường hợp của The New York Times phải hết sức thận trọng. Trước đó, Giám đốc FSB Alexander Pudikov nói rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố. Theo ông Pudikov, phía Ukraine có thể đã chuẩn bị một cửa sổ để các nghi phạm này vượt biên. Nhóm IS-ISK, một nhánh của IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng phía Nga cho rằng Ukraine và phương Tây đứng sau vụ việc, bất chấp phía đối phương liên tục phủ nhận liên quan. Ngày 28 tháng 3, Trang tin Baza dẫn lời từ một nguồn thạo tin ẩn danh rằng các nhà điều tra Nga đã phát hiện có dấu vết của thuốc hướng thần trong máu của bốn nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Thuốc hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh gây ảo giác. Nếu dùng nhiều có thể gây nghiện. Theo bà già, cả bốn tay súng đều có chất hướng thần trong máu, làm thay đổi nhận thức về thực tế. Từ đó, suy luận ra rằng những nghi phạm này đã sử dụng thuốc không rõ tên trước khi gây ra vụ tấn công. Nhà chức trách Nga chưa xác nhận thông tin này. Trong một thông điệp đăng tải trên Telegram ngày 28 tháng 3, phát ngôn viên IS Abu Tutefa al Asari căng người cuộc tấn công của nhóm tay súng ở Moscow hôm 22 tháng 3 vừa qua, theo sở tử. Người này tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ nhóm nhắm mục tiêu vào Quân thập tự trình ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel. Ngày 28 tháng 3, trang tin baza dẫn lời từ một nguồn thạo tin ẩn danh rằng các nhà điều tra Nga đã phát hiện có dấu vết của thuốc hướng thần trong máu của bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Thuốc hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu dùng nhiều có thể gây nghiện. Theo baza, cả bốn tay súng đều có chất hướng thần trong máu làm thay đổi nhận thức về thực tế từ đó suy luận ra rằng những nghi phạm này đã sử dụng thuốc, không rõ tên, trước khi gây ra vụ tấn công. Nhà chức trách Nga chưa xác nhận thông tin này. Reuters đưa tin, người phát ngôn IS Abu Hutaifa al-Ansari đã khen ngợi vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào nhà hát ở Moscow tuần trước, khiến 143 người thiệt mạng trong một thông điệp được ghi âm phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 28 tháng 3, phần tử khủng bố này thậm chí kêu gọi các chân Z của IS nhắm mục tiêu vào quân thập tự trinh ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel. IS nhánh Afghanistan, isis đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong 20 năm qua trong lãnh thổ Nga tại nhà hát Krokos City, Moscow hôm 22 tháng 3. Hồi đầu tuần, kênh truyền thông của ICK đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27 tháng 3 nói rằng Moscow rất khó tin rằng IS có khả năng tiến hành một cuộc tấn công như vậy. Các nhà điều tra Nga hôm 28 tháng 3 cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Một nhận định ngay lập tức bị Mỹ bác bỏ và gọi là vô căn cứ. Ukraine tuyên bố không có liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, Mỹ khẳng định có thông tin tình báo cho rằng ICK là bên duy nhất tiến hành vụ khủng bố. Nga đã bắt 11 nghi phạm trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi vụ tấn công xảy ra, trong đó 7 người đến từ quốc gia Trung Á, Pakistan và số còn lại đến từ Kyrgyzstan. ICK đã không ít lần bày tỏ tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới, nhấn mạnh rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ bị giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng hơn nhiều. Mặt khác, vụ tấn công khủng bố ở Nga cũng cho thấy mối đe dọa từ ứng dụng nhắn tin Telegram. Điện Kremlin hôm 28 tháng 3 đã kêu gọi chủ sở hữu Telegram Pavel Durov hãy chú ý hơn sau khi truyền thông Nga nói rằng ứng dụng nhắn tin này đã được sử dụng để giúp chiêu mộ các tay súng tấn công nhà hát. Ông Durov, một người sinh ra ở Nga là nhà sáng lập Telegram và ứng dụng này hiện có trụ sở ở Dubai. Ông hiện có hai quốc tịch là Pháp và UAE và sống tại Dubai. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có ý định chặn ứng dụng Telegram nhưng kêu gọi ông Durov cần phải chú ý với các hoạt động trên ứng dụng này. Ông Peskov nói: "Chúng tôi mong đợi sự chú ý nhiều hơn từ Pavel Durov bởi vì nguồn tài nguyên này có thể trở thành một công cụ trong tay những kẻ khủng bố và được sử dụng cho mục đích khủng bố." ông durov sau đó cho biết các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn những gì một loạt người dùng không rõ danh tính đăng các tin nhắn kêu gọi thực hiện các hành động bạo lực mới ông tuyên bố hàng chục nghìn nỗ lực gửi những tin nhắn như vậy đã bị chặn và hàng nghìn tài khoản bị chặn vĩnh viễn ông durov cho biết từ tuần tới telegram sẽ dùng các cơ chế trí tuệ nhân tạo để lọc các nội dung ông nhấn mạnh telegram không phải là nơi dành cho thư giác hoặc kêu gọi bạo lực Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3. Trong một thông báo, cơ quan trên nêu rõ một nghi phạm khác liên quan đến việc tài trợ cho những kẻ khủng bố đã được xác định và bắt giữ. Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này ngoài ra thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở ukraine ủy ban cho biết nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính ủy ban xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính với số lượng đáng kể bao gồm tiền mặt và tiền điện tử và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công Ủy ban điều tra Nga đưa ra thông tin trên sau vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Krokos City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga tối 22 tháng 3 vừa qua, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Nhà chức trách Nga cho biết 95 người vẫn được cho là mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này. Trước đó, giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. Ukraine đã kiên quyết bác bỏ nước này có liên quan đến vụ tấn công ở Nga. Hôm 23 tháng 3, ông Mikhailo Podolyak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng Kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu gần thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên. Hôm 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga lần đầu tiên cho biết họ đã phát hiện bằng chứng về mối liên hệ giữa các nghi phạm khủng bố với Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời Ủy ban điều tra Nga, sau khi làm việc với những kẻ khủng bố bị giam giữ, nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu được từ chúng và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính, chúng tôi đã thu được bằng chứng về mối liên hệ của các nghi phạm với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Cũng theo Ủy ban điều tra Nga, họ có dữ liệu được xác nhận về việc những kẻ tấn công đã nhận được một lượng tiền mặt và tiền điện tử đáng kể từ Ukraine. Ngoài ra, một nghi phạm khác liên quan đến kế hoạch tài trợ cho khủng bố cũng đã bị bắt giữ. Song phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby mô tả các cáo buộc của Nga là vô nghĩa và tuyên truyền, đồng thời khẳng định Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Kirby nói, trên thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố và Điện Kremlin biết điều này. Đầu tháng 3, Mỹ đã công khai cảnh báo cho Nga khi có thông tin tình báo nhận định những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Moscow. Ông Kirby cho biết, Mỹ đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho các cơ quan an ninh Nga lúc 11 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 3. Giới chức Mỹ tin rằng ISIS-K, một chi nhánh của tổ chức IS ở Afghanistan, là thủ phạm gây ra vụ tấn công trung tâm hòa nhạc Krukos City Hall ở ngoại ô Moscow, khiến 143 người thiệt mạng. Ông Kirby nói thêm, Washington đã chuyển cảnh báo tới Moscow về nhiều mối đe dọa khác nhau kể từ tháng 9 năm 2023. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình. Chúng tôi không bao giờ muốn thấy những người vô tội thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Song Nga cho rằng việc Mỹ có thể nêu tên thủ phạm nhanh như vậy là điều đáng nghi. Hồi đầu tuần, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexan Bonikov cho rằng ngoài Ukraine, Mỹ và Anh có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ khủng bố. Trong 24 giờ sau vụ khủng bố, Nga đã bắt được 11 nghi phạm, bao gồm 4 kẻ bị cáo buộc trực tiếp xả súng vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Trong đó, 8 đối tượng gồm 7 người đến từ Pakistan và 1 người từ Kyrgyzstan đang bị giam giữ trước khi xét xử.